Sau hơn 40 ngày xét xử, sáng 8 tháng 12 năm 2022, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu bước vào ngày cuối cùng. Hội đồng xét xử đã tuyên bản án cho các bị cáo. Ông trùm Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt mức án 16 năm tù. Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, người chịu trách nhiệm vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam 17 năm tù. Nguyễn Hữu Tứ, 65 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, người phân phối phần lớn xăng lậu cho ông trùm Phan Thanh Hữu, chịu mức án 15 năm tù. Bị cáo Trần Ngọc Thanh cũng là người tình của Phan Thanh Hữu, được Hữu chu cấp 2 tỷ đồng một tháng, bị tuyên 6 năm tù. Bị cáo Ngô Văn Thủy, nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị tuyên án mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Đây là bị cáo duy nhất bị xét xử về hành vi nhận hối lộ, 73 bị cáo còn lại bị xét xử về hành vi buôn lậu. Bị cáo Lê Thanh Trung, đại gia xăng dầu Cần Thơ, bị tuyên phạt mức án 13 năm tù. Đại gia xăng dầu Bình Dương, chủ hệ thống cây xăng Trúc Vân. Bị cáo Trần Thị Thanh Vân bị tuyên mức án 9 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Tú, chồng của bị cáo Vân, bị tuyên mức án 5 năm tù. Các bị cáo khác chịu nhiều mức án khác nhau, trong đó có 3 bị cáo được hưởng án treo. Nhiều bị cáo bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam. Một số bị cáo chỉ bị phạt tiền. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, ông trùm Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Hữu Tứ đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.